Ủa cái màu này là màu mới nhất đó em? Màu này là màu mới nhất đúng không? À, tem tem ngược đó hả? 495 à? Tại em coi đến coi chiếc này nha. Còn màu này màu màu xám nhám này nha. Màu này thấp 49. Hả? 49 hả? À. Rồi. 495 với 49. Rồi. Dòng này là mới nhất đẹp phải không? Nó kêu bằng màu gì em? Là khi là màu xám đen. Xám đen. Chỉ khác tem thôi chứ đâu có khác gì hả? Hai móc như nhau. Tem mới. 39 năm. Ủa 49 năm, chiếc này 39 năm chắc không bán không kịp quá. Ủa cái cản cam là zin của nó luôn đó hả? Dạ, màu zin luôn đó. Rồi cái mầm có cái chỉ này gì zin luôn đó hả? Trên này zin hết á. Zin hết ha, toàn bộ luôn ha. Chiếc này độ nè. Ờ thì chiếc này độ nè, nhìn là biết anh rồi. Chiếc này độ nè. Độ thì giá nó khác rồi. Rồi cái dè này nhám luôn ha. Dè nhám luôn, zin luôn đó. À cái dè này nhám nè.